quý vị, chúng ta đang cùng đến với chương trình Quả Cầu Bí Ẩn. Và ngày hôm nay để xem khách mời đặc biệt của chương trình là ai sẽ được bật mí. Đây sẽ là một màn trình diễn mở đầu cho chương trình rất đặc biệt. Hãy cùng nhau chào đón nhóm Zero Night. Music. Get it now, we should take it out. Đến với anh đêm này nghe những âm thanh khiến cho em kêu gào. Sắp lại đây để nhìn cho rõ nè. Anh đi từ xa tìm mẹ tới đâu cũng làm cho em phải rến là. Hold up, hold up. Không xứng đi đứng cùng những ông thằng này đâu. Hold up, hold up. Chờ tới lúc em vì còn nhiều người phía sau. Tụi anh là những chiếc binh mà ai cũng đều tôn vinh. Đánh đâu cũng thắng không như mấy bọn lên tiếng. Bang, bang, bang. Are you ready for revolution? Can you hear me tonight with freedom? House falling, my heart is break up. We hands up. Rise up, hola, hola, hola. Can you feel it this moment? Are you ready for the revolution? It's revolution, baby. Không cần pha hay để nhiều đến mức không danh sách nào liệt kê ra. Vậy đó cứ thông thả không cần như kẻ mù đi tìm đường. Hầu quen anh lên tỏ vì anh chơi lót hơn cả kiếm vương. Anh chợt đến ngất các em nhìn phải mê. Giờ hãy đi theo anh sẽ biết thế nào là phê nè. We gone tonight up to the sky. Get high, get high, don't be shy. Are you ready for a revolution? Can you hear me tonight with freedom? Nhảy quá rồi, bé bự của tôi lăn quay luôn rồi đây nè. Làm quá, bé bự của em rụng hết tóc rồi. Gì ở đây, gì ở đây? Trời đất ơi, mấy cái đứa này không biết lấy thịt đè người hay gì. Trời ơi, bé bự con 8 cộng mà còn có 3 cộng chứ con. Gắn lên cho em nó, một đứa một cộng gắn lên coi. Trời ơi, trời đất ơi, nè, gắn vô. Bởi thấy thương dễ sợ vậy đó. Hôm nay á, đây nè, còn cộng cho luôn. Chương trình của chúng tôi có một bé bự duy nhất thôi. Vậy mà vô hành hạ em nó. Rồi chưa? Hành hạ dạ rồi, 200 triệu rồi mọi người ơi. Rồi, lùi về sau, một bước, bước. Đó, tránh xa bé bự nhà tôi ra. Rồi, chuẩn bị. Vô nhóm, 2, 3, chào nào. Xin chào, chúng tôi là Zero Nine. Rất là đáng yêu. Và đặc biệt hơn hết là ngày hôm nay không hiểu lý do vì sao Quả Cầu Bí Ẩn thường là chỉ có 4 khách mời thôi. Lý do gì hôm nay bọn em có một cái tiết mục mở màn gồm có 8 thành viên ngày hôm nay? Bọn em thì bọn em biết là luật chơi chỉ có 4 người thôi, nên là bọn em đã quyết định cử ra 4 người gọi là thông minh và nhanh trí nhất nhóm. Nhưng mà không có nghĩa là những người kia không thông minh. Đó, 4 người còn lại là đến đây với tâm thế gọi là cổ vũ và là quân sư cho 4 người còn lại. Khi mà được 200 triệu là về chia 8 luôn đúng không? Không có. Chia 4 rồi này, chia 4 rồi. Cho ngắt lời anh một tí xíu nha anh Mèo. Thì theo kinh nghiệm của em là mùa trước là Zero Night cũng tham gia một lần với 4 bạn.
mà em thấy có nhiêu tiền đâu, có mấy chục triệu cũng lấy cũng không được. Hôm nay tụi em với vinh dự, bốn người còn lại sẽ đi phục thù để lấy được 200 triệu của quả cầu. Ok, thôi được rồi, nói chung là tụi em được quyền làm gì làm, nhưng miễn sao có bốn người chơi và chinh phục được 8 quả cầu của chúng tôi ngày hôm nay thôi. Vậy bây giờ Minh Xù nghĩ rằng là hình như là đội hình này cũng có người mới đúng không? Dạ. Chắc là mình phải giới thiệu lại từ bên trái qua bên phải để tất cả quý vị khán giả nhận biết được các em là ai nhá. Rồi, xin mời, đầu tiên. Xin chào mọi người đó, chắc mọi người ai cũng biết mình là Alan và member vocal của Zero Nine. Và hiện tại mình là thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm. Tiếp tục. Xin chào mọi người, mình là KG và mình là main rapper và cũng như leader của Zero Nine ạ. KG. Xin chào tất cả mọi người, mình là Junio, là main dancer của nhóm ạ. Junio. Xin chào mọi người, em là Leo, em là visual cũng như là lead rapper của Zero Nine ạ. Leo. Xin chào mọi người, em là Miu, em là visual và là unit của Sunflower, một nhóm nhỏ của Zero Nine ạ. Xin chào anh Minh Sô và tất cả mọi người. Em là thành viên không cũ không mới là Han đây ạ. Em xin chào anh Minh Sô và xin chào tất cả mọi người. Em là Jay Bin, lead dancer và lead rapper của CO9. Ok, Jay Bin. Xin chào tất cả mọi người. Em là Win, em là lead vocal của CO9. Rồi, bây giờ cho anh cái đội hình 4 người tham gia chính thức ngày hôm nay đi ạ. Đứng gần anh, còn 4 người cổ vũ qua bên phải. Bốn người cổ vũ anh ơi. Bốn người cổ vũ anh ơi. Cổ vũ anh ơi. Cổ vũ bên kia. Phải anh ơi. Cổ vũ ở bên phải anh ơi. Cổ vũ bên phải. Bên phải là bên nào? Chơi không? Thì em nhờ anh quá nè, em xin phép được đúng không? Ủa nhưng mà có chơi không? Không ạ. Không chơi đi như vậy. Đất ơi, tôi phải đứng chính giữa mới được. Tôi tách đôi cái đội hình này ra. Dạ đúng rồi. Rồi. Đó, anh đứng ở tâm điểm là đây. Rồi, tách hai đội đó coi. Vô. Không hay anh vô thành viên thứ 9 luôn được. Không em ạ. Chủ nhân đã giao cho anh 200 triệu đồng. Vậy thì nếu như bọn em tự tin, bản lĩnh, đủ thông minh thì bọn em có thể lấy được càng nhiều tiền càng tốt nhá. Dạ. Chúc bọn em sẽ may mắn ngày hôm nay. Đây là đội cổ động cheerleader. Rồi. Không không, bây giờ mình đừng cổ vũ. Mấy đứa nhiệm vũ đây là cổ vũ mà đúng không? Rồi, đội cổ vũ lên. Lên đâu? Cái gì vậy ba? Máu lên nào. Máu lên. Rần rần lên. Này ba. Có điểm rồi đó. Bởi vậy đi chơi mà không dặn dò trước đồng đội mình. Rồi bây giờ là đội cổ vũ về bên phải, đội mà thi chính về bên trái lên. Quý vị thân mến, trước khi chơi tôi sẽ chấn chỉnh cái đội cổ vũ đã. Đây. Tụi em thân mến, vì là đội cổ vũ cho nên tụi em không được quyền giấy đỏ, giấy xanh, giấy vàng, nghe không? Bọn em sẽ cố gắng chỉ một cách đỡ lộ nhất ạ. Không, tụi em nếu mà chỉ mà lộ một cái là khói phút lên, đội em thua luôn nha. Ok. Rồi bên đây, trước tiên anh xin được thông báo mỗi bạn bên đây đang có 50 triệu đồng. Dạ tụi em xin dừng cuộc chơi. Đã được 200 triệu rồi đó. Về được rồi đó. Vâng, vâng, cảm ơn các em. Các em có thể về với cái số tiền ảo đó. Còn tiền thiệt thì phải trả lời những câu hỏi của chương trình. Bây giờ ai sẽ là đội trưởng trong cái nhóm chơi này ngày hôm nay? Ủa là bầu rồi đó hả? Dạ. Vì sao tụi em lại bầu chàng trai áo xanh lá cây làm đội trưởng? Theo kinh nghiệm của em là Han là một người khá là thông minh trong nhóm anh nè. Thiệt không? Thông minh về lĩnh vực gì Han? Bây giờ ví dụ hỏi anh hỏi một câu thì bạn đó trả lời liền luôn. À, không. Đây bây giờ anh hỏi nè. Hỏi rồi đây. Anh Xù. Đó, tên thật là gì? Nguyễn Quốc Minh. Xài bét. Minh Xù. Facebook của anh là cái gì? Là có cái họ rồi. Minh Vũ, Vũ Quốc Minh. Sai luôn. Thôi. Vũ, Vũ. Thôi đi. Anh nghĩ là tụi em nên chọn lại đội trưởng. Tụi em có muốn quyết định lại không? Hay là vẫn giữ Han? Dạ, thôi em vẫn giữ Han. Vẫn giữ Han đúng không? Dạ. Ok, rồi. Anh xin được thông báo nha, anh là họ Bùi, Bùi Quốc Minh. Trời, đúng rồi, Minh Bùi, Facebook. Minh Bùi, Facebook. Rồi các bạn anh không chấp nhận. Đúng rồi. Giận đó, giận đó. Lại không có chấp giống nhận. Giống như mấy quả cầu này hôm nay, giận là sẽ lên tiếng liền. Ok, xin mời đội trưởng, chúng ta sẽ lựa chọn theo chiến thuật riêng của mình là ai là người tham gia đầu tiên để làm gì. Thường thì cấp độ nó sẽ từ dễ tới khó. Bây giờ chọn người nào mà giỏi đó thì mình chạy được nhiều câu hơn lúc đầu. Ví dụ mà cái người nào mà không có tự tin mà thấy dở dở á, ra cái tèo luôn thì phí lắm. Tùy em. Đúng rồi. Căng ha. Căng ha. Suy nghĩ rồi. Nãy mình bàn lúc khác đầu à. Bằng khác anh bạn. Dạ. Ủa vậy hả? Sắp theo dạ, sắp theo thứ tự luôn nè anh. Tự luôn nè anh. Vậy mà bạn đi. Nhưng mà bây giờ khác. Bây giờ nghe anh bên xùi.
để ý như vậy thì tôi nghĩ là ý cũ. Này kỹ lại nha. Được không? Nhiều khi người tính không bằng trời tính anh đâu em. Nhiều khi người tính không bằng trời tính. Anh đi. Đúng rồi. Em tin anh. Tại đúng ra nếu mà em thì em sẽ chọn Ireland. Thì Ireland khoa học hay là cái gì sẽ rất là giỏi. Em chỉ giỏi về lĩnh vực mà em giới thiệu vợ. Em giới thiệu nhiều quá lắm rồi ra câu đầu tiên anh thích theo cái lĩnh vực mà. Em tin tưởng anh mà nên là anh thi đầu nha. Đúng rồi. Rồi anh ok. Đây, anh sẽ là người thi đầu. Rồi. Phát. Dạ dạ. Đội cô Vũ. Yeah. Người chơi đầu tiên là Ellen. Ra cho đầu nào. Cố lên anh ơi. Trời ơi, trời ơi. Người ta cổ vũ rần rần. Đi ra hiên ngang. Hết hộp thiệt. Chúng ta hãy cùng nhau khởi động với phần chơi đầu tiên của Ellen sau ít phút quảng cáo. Quay trở lại với quả cầu bí ẩn và đây là Ellen. Chắc chắn rồi em. Dạ. Cấp độ 1, quả cầu nhẹ nhàng, chúng ta chỉ có 4 cọng tóc thôi. Dạ. Làm sao cắt đi được 3 cọng tóc sâu là cọng tóc sai đó. Wow. Chưa lại một cọng tóc đúng em nhé. Dạ. Rồi. Và đây là những phụ kiện cần thiết của những người chơi khi đến với quả cầu bí ẩn. Đầu tiên sẽ là chiếc kính ma thuật. Hãy trân trọng nó bằng cả trái tim. Nhạc hết mà chưa đeo xong mà. Rồi chỉnh lại cho. Dạ. Ok. Điển trai đó. Và đây chiếc kềm ma thuật xin được trao lại cho em. À, diễn diễn ớ rồi. Diễn giả chân luôn á. Rồi y khuôn anh thợ điện luôn. Thợ điện luôn. Ok, bây giờ bé ơi. Dạ. Em biết xài cây này chưa? Dạ, cái cây này là bóp là cắt. Đúng, bóp là cắt. Bây giờ ướt đi. Giống như sinh nhật vậy đó. À. Mình ướt đi. Mình ướt là mình sẽ vô cái gì? Em vượt qua vòng này. Ướt gì? Đó, em ướt xong rồi anh. Rồi. Điều ước có thành hiện thực hay không? Và bây giờ sẽ là 4 đáp án. Xin mời. Tháng 3. Tháng 5. Tháng 7. Và tháng 9. Tháng nào là tháng sinh nhật của em? Dạ tháng 11 anh. Trời. Rồi. Ngày mấy? Dạ ngày 17 tháng 11 anh. 17, 13. Wow. Wow. Anh em. Anh em luôn. Trời ơi. Trời ơi. Cũng bò cạp à? Dạ cũng bò cạp. Bò cạp luôn. Một sân không thể nào có hai con bò cạp được. Chắc chắn anh còn tồn tại thì em sẽ ra đi. Để tôi coi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá câu hỏi số 1 như sau. Ôi. Ồ, nghe chóng luôn. Trong bài thơ Hạt gạo làng ta, tác giả Trần Đăng Khoa có nhắc đến mưa vào tháng nào? Ôi, em dễ. Hạt gạo làng ta. Bài hát luôn á. Em, 60 giây bắt đầu. Có hương sen thơm mắm trong hồ nước đầy. Có lời mẹ hát. Một bùi đắng cay. Cắt mấy câu hỏi sai trước anh, đi. Anh phải lập luận. Mình cắt sai trước đúng không? Anh phải lập luận sai em. Anh phải lập luận trước nha. Suy nghĩ cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ. Nhanh lên em. Chào làng ta. Cái này là cuộc đời của anh luôn á. Thời gian á Linh ơi. Loại câu nào không chắc trước. 30 giây anh ơi, 30 giây kìa. Nhanh ơi. Nhìn thẳng. Tiếp tục 29 giây. Và đây là đáp án chính xác. Trời em ơi, em hỏi thiệt nha, hồi nãy giờ là em cắt theo cái kiểu là thích thì cắt hay là có suy luận gì không? Dạ, cái này là em chắc chắn với anh luôn là tháng 9 là không phải. Dạ. Tại vì nó gần sinh nhật em nhất.
Trời, cầu lao. Tháng 7 là em nghĩ là tháng 7 nó liên quan tới cái tháng mà tháng câu hồn. Rồi hay cúng đó thì em nghĩ là sẽ không vô bài hát đâu. À hả? Đó. Giờ chỉ còn tháng 5 với tháng 3 thôi. Dạ. 25 giây tiếp tục. 25 giây lượng anh ơi. Suy nghĩ đi. Đọc ra luôn. Rồi kìa. Hát đi. Hát bình thường ra luôn. Anh ơi, còn 10 giây nha. Rồi lần tan. Dứt. 10, 9, 8, 7, 6. Và đây là đáp án không thể sai được. Trời đất ơi, em thấy cái khỉa vô thẳng người em sẵn rồi nè. Là chuẩn bị sẵn sàng rồi đó nha. Nhưng may quá, hoàn toàn chính xác. Đây, hạt gạo làng ta có bão tháng 7, có mưa tháng 3, giọt mồ hôi xa những trưa tháng 6. Đây là một bài thơ của Trần Đăng Khoa và đặc biệt là được chuyển thể thành một bài hát nhạc thiếu nhi nữa. Dạ, được dạ. Các bạn nhỏ hát rất là nhiều. Hồi xưa có đi hát bài này không? Dạ, hồi xưa em có đọc bài thơ đó thôi, mà em đọc tới hai câu đầu là em nghỉ rồi. Cảm ơn em. Nói chung là cũng rất là cố gắng ha. Dạ. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chào đón quả cầu bí ẩn tiếp theo. Hồi nãy là mình ước gì. Dạ. Em được qua vòng này qua rồi đấy. Dạ, để. Hiện tại đội mình vẫn còn 200 triệu đồng. Đấy. Mẹ em suy nghĩ lại. Mẹ luôn. Mấy đứa thuê là trả bao nhiêu tiền? Chứ anh nghĩ là thuê cổ vũ mà kiểu này thì không nên tặng tiền lắm. À dạ, em sẽ xem xét cái lời đề nghị của anh. Ừ, tụi em có muốn làm lại không? Bây giờ 200 triệu lần đó chia 8 thì đứa cũng được là 50 triệu cũng được, được ha. 25 triệu mỗi đứa cũng được ha. Đâu lại coi nè. Quẩy nào. 1, 2. Được đấy, có tiền vào nó khác. Nó khác liền à. Giống như bây giờ, đây, có một câu thần chú chắc chắn quả cầu bí ẩn sẽ trồi lên một cách rất vui vẻ và lạc quan yêu đời. Nào. Úm bà la, mở ra, hey. Bây giờ không? Đó, cũng giận nữa. Úm bà la làm gì? Rồi. Vừa rồi là thử thách về một bài thơ. Vậy thì tiếp theo chúng ta sẽ thử thách Alan bằng chủ đề gì? Xin mời 4 đáp án. Trời. Wow. Ui. UEFA Champions League 2018. Premier League 2018. UEFA Europa League 2018. Và cuối cùng là World Cup 2018. Đá banh em ơi. Em lâu quá không có đi đá banh rồi đó. Không, anh Linh hay xem đá banh mà. Đội em là đội tuyển của lớp em à. Đội tuyển lớp em, lớp dạ. Nào em? Lớp lá hay lớp mập hay lớp trời? Cũng là lớp đại học đó anh. À, đội tuyển luôn dạ. Em đá vị trí nào? Em đá vị trí dự bị. Tiền đạo cho tới dự bị. Vị trí nào cũng đá hết dạ. Dự bị làm chưa? Dạ, dự bị cũng rồi. Đúng rồi luôn. Thế thì câu hỏi này sẽ như thế nào? Xin mời. Luật VAR được áp dụng chính thức đầu tiên ở giải bóng đá nào trong năm 2018? Tôi thua đó. Khó à? Anh này là anh không biết rồi đó. Cái này là em chỉ phân vân hai đáp án thôi. Cái nào? Cái là World Cup với lại một cái Premier League. Tại vì World Cup là một cái tầm đó thế giới thì chắc chắn nó sẽ làm cái gì đó đầu tiên. Cái Premier League cũng là một cái tầm ngoài giải ngoại hạng Anh, là cái giải mà lớn nhất thế giới. Dạ, yeah. Còn chần chờ gì nữa? 60 giây rồi, lên. Cái này là thông minh lắm. Mình loại bỏ mấy cái kia trước này trước. Cố lên. Fan bóng đá đen khách đi anh. Xem anh đó. Vô luôn. Cái đỏ chứ cũng được, biết đâu ông sẽ là cầu thủ tương lai. Thằng bé nó cắt xong nó cũng rung lắm chứ buồn. Rung. Biết nó cắt đúng không? Và đây là đáp án chính xác. Đúng rồi. Tiếp tục. 38 cho lên rồi. UEFA Champions League, UEFA Champions League. League Champions League.
Cắt màu vàng luôn hả? Hồi nãy em đang phân vân cái premiere mà. Để em, câu cuối em không còn phân vân nữa. Và đây là đáp án. Chính xác. Chính xác. 22 giây. Nhưng mà đó chỉ là dự tính của em thôi. Theo tính ban đầu của anh đi. Chơi luôn đi anh, chơi luôn đi. Nói anh ơi, không biết là đúng hay không, nhưng mà số trời nằm ở đây. Hey, 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 hey. Cố lên, cố lên. Cố lên. Đứng hưởng thụ ha. Ừ. Lên. Lên. Và chính xác. Câu này xuất sắc, cổ vũ lên. Có tiền nha. Quý vị thân mến, VAR là viết tắt của công nghệ hỗ trợ trọng tài bằng video, Video Assistant Referee. Công nghệ này được sử dụng nhằm giúp các trọng tài bóng đá có thể đưa ra những quyết định chính xác nhất. Hệ thống này đã sử dụng thử nghiệm tại Anh và một vài trận đấu của Đức, Ý trước khi được áp dụng chính thức tại World Cup năm 2018. Và hiện nay thì đội của mình, không phải là đội bóng, đội mình vẫn còn 200 triệu. Và bây giờ chúng ta cùng nhau gặp gỡ quả cầu bí ẩn tiếp theo. Ôi trời ơi, trận hết hồn như thường à. Anh biết mà né liền ha. Rồi, trong quả cầu này chúng ta vẫn sẽ có 4 đáp án dành cho Alan. Xin mời. Gốc đa. Vua Ban. Thủy Cung. Hang Đại Bàng. Em biết mà em đoán được. Cái này nghe quen quen ha. Em nghe quen lắm. Nghe gì quen ta? Cái này giống như trong chuyện cổ tích gì nè. Cổ tích gì ta? Người ta có cái cung nè. Cung gì nè? Người ta có cây đàn nè. Cây đàn gì nữa ha? Thì đó là cái gì đó, Thạch Sanh Lý Thông hay gì đây nè. Thạch Sanh Lý Thông hả? Đó, cỡ đó. Và bây giờ sẽ là câu hỏi chính thức, xin mời. Trời ơi! Đó. Trong truyện cổ tích Thạch Sanh, Thạch Sanh có một cây đàn thu phục lòng người, chiếc đàn đó lấy từ đâu? Trời ơi! Dễ nha, dễ nha. Phân tích 60 giây bắt đầu. Cắt câu sai liền luôn đi anh cắt ơi! Cắt câu sai liền, cắt câu sai liền. Suy nghĩ cái gì? Cậu cắt cậu đúng luôn chứ. Chẳng lẽ cắt chẳng lẽ lấy cái đàn ở góc đa. Góc đa bỏ cái đàn. Thời gian rồi. Và đáp án là chính xác. Đừng làm màu nữa anh ơi, em lại anh. Vô nào. Hai đại bàng hả? Chắc hai đại bàng là bắt một đại bàng thôi chứ lấy đàn chi ta. Đúng rồi. Lấy con ốc hả? 20 giây. Còn có mười mấy giây à. Thôi. Hồi hút. Bắt bẻ mà lên. Lên. Chính xác. Đây nè. Tiếp tục nào, mười mấy cái này giây. Cái quan trọng nè. 15 giây. Thủy Cung là con ốc. Thời gian đang trôi qua. 10 9 8 đàn 7 đâu ta? Đàn ở đâu 6 đâu? 5 đàn ở đâu? 4 5 Chiến thắng. Điện luôn hả? Tôi tưởng Thi Cung chứ. Đúng rồi, Thi Cung đúng rồi đó. Lại là tưởng Thi Cung sai á. Đúng á. Xuất sắc. Hoàn toàn chính xác.
Có ai nhớ cái đoạn này không? Đàn kêu thích từ tình tang vậy ai ma? Cái đoạn đó là đã được tặng cái cây đàn rồi, sau đó mới bị nhốt vào trong ngục, cho nên là anh ấy mới buồn quá mới lấy đàn ra gãi đàn và kêu lên một cái đoạn hát. Công chúa thì phát hiện. Vô tình công chúa nghe được và công chúa mới lên tiếng. Còn cái đoạn mà nhận được cái đàn này thì sao? Không có quay như là cứu công chúa thủy tề xong rồi trời anh. Không phải là công chúa thủy tề mà là thái tử thủy tề. Sau đó thì được nhà vua thủy tề cho một cây đàn. Coi như là cây đàn này giống như là cây đàn thần vậy đó. Chúc mừng em, 200 triệu vẫn còn nghe. Vui không? Vui chứ anh, vui mà rớt tim ra ngoài. Ủa, lắm sao anh. Sao em vui mà đội cô Vũ không vui sao á? Tiền sao ta? Đội cô Vũ không vui hay sao á? Đó. Vũ chờ chắc không à. Đúng rồi, đồ của Vũ không có cầm micro lên nói giờ 1 2 3 nè, 2 3 nè, 2 3. Nhưng mà trước khi đấy em phải giải thích đã. Từ nãy khi mà anh ấy lần chọn đúng là bọn em nó hòa chung với không khí vui là mà hò hét rất là nhiều rồi. Mọi người có thể lấy camera để check lại. Em rất có tinh thần luôn, đến đây một tinh thần game show. Thật sự là hôm nay là nhân vật chính là từ cánh giữa qua bên cánh này, cho nên là camera tập trung ở đây hết rồi, không có lấy hình bọn em. Bây giờ mới lấy nè, 2 3. Dễ thương. Ba câu trả lời hoàn toàn chính xác, rất là giỏi. Và bây giờ Ellen sẽ đối đầu với quả cầu cuối cùng ở cấp độ số 1. Xin mời. Nói đi em. 2. Không, bây giờ mình ước đi, mình ước nữa đi. Ước 200 triệu, 200 triệu. Ước cái gì mới được á? Là ước gì. Thôi anh em, qua được trong 2, qua được trong 2. Quả cầu bí ẩn số 4 đã xuất hiện và bây giờ sẽ là 4 đáp án của chương trình. Xin mời. Đập bát. Bát đĩa. Nhảy quanh đống lửa nhỏ. Uống chung một ly nước. Và cuối cùng là buộc tà áo với nhau. Em để đón được câu hỏi. Mời em. Em nghĩ đó là cái phong tục nào đó của dân tộc quán. Đúng rồi. Anh ơi, mình cho khán giả ra ý kiến rồi. Ok, ok. À, khán giả có ý kiến à? Ai à? Rồi, mời em ạ. Thật ra thì khi mà em nhìn vào 4 đáp án này thì em cùng với cái suy nghĩ của Han là nó là một cái phong tục. Nhưng mà em gọi là cụ thể hơn thì em nghĩ đây là nói về cái việc chuẩn bị cưới nhau. Thì cái đầu tiên, cái buộc tà với nhau này nó thể hiện sự khăng khít của vợ chồng. Còn cái uống chung một ly nước thì mọi người đều biết nước là thủy. Uống chung là thủy chung. Thì nó sẽ thể hiện cái sự thủy chung, đồng vợ, đồng chồng. Còn nhảy quanh đống lửa nó thể hiện cái sự là quanh một cái ấm cúng trong gia đình với nhau ấy. Đúng rồi, xung vầy với nhau. Còn cái đập bát đĩa thì là cái cuối cùng nó không liên quan rồi. Em nghĩ đập bát đĩa là tay nách. Không, là em nghĩ là đập bát đĩa đập tan những gì xui xẻo phía trước. Đúng rồi, nó có thể phong tục. Cũng có thể, nhưng mà ở ngoài Bắc bọn em thì hay bảo là bát đĩa vỡ thì là một cái điểm nó xui tốt xẻo, đấy. Không, đổ không. Bát đĩa đổ vỡ là hạnh phúc, người ta hay nói vậy. Đấy, nhưng mà ở đây thì em lại cảm giác nó hơi sai so với đúng những người còn lại. Đúng rồi, đây rớt đồ xui lắm à. Theo như sự suy đoán, suy luận của các thành viên ở đằng sau, chúng ta đã gợi ý như vậy rồi. Để xem câu hỏi của chương trình là gì, xin mời. Hợp lý nha, hợp lý. Theo truyền thống tại Đức, phong tục nào diễn ra thể hiện mong muốn cô dâu và chú rể giúp đỡ nhau trong hôn nhân? Rồi, 60 giây, bắt đầu. Cái này hơi căng nha. Bình Đức nó ấy lắm. Loại trừ được cái nào thì loại. Sai á. Đừng anh ơi, cứ từ từ. Không được nhắc bài. Đây là đáp án chính xác. 35 giây tiếp tục. Ở đằng sau tiếng hét nào vang lên là coi như là bùm luôn nhá. Anh ơi, 26. 24 nghe anh ơi. 20 giây. Đây là đáp án chính xác. Chỉ còn 2 phương án thôi với 20 giây. Xin mời. Hồi xưa là có, hồi xưa nếu truyền thống là nhảy cuốn đống lửa. Bùm. Em lại anh còn có 10 giây anh đừng có nhảy nữa. Đó, 1-10. Là
La lên một cái là anh bùm liền nha. Hai một chiến thắng. Những tiếng hò reo vừa rồi báo hiệu là câu này Alan lại một lần nữa trả lời hoàn toàn chính xác. Chúc mừng. Đau tim luôn á. Quý vị thân mến, trong câu trả lời này sẽ có lời diễn giải như sau. Trong đám cưới truyền thống tại Đức, bạn bè và gia đình của cô dâu chú rể sẽ cùng nhau đập vỡ bát đĩa. Sau đó, cặp đôi mới cưới sẽ phải dọn dẹp mớ hỗn độn đó. Người dân ở đây quan niệm bằng cách này, cô dâu và chú rể sẽ có thể là học cách giúp đỡ lẫn nhau, đồng hành cùng với nhau trong những thời điểm khó khăn nhất. Đây là một phong tục mà với sự gợi ý của một thành viên ở trong đội cổ vũ vừa rồi á, hoàn toàn hợp lý luôn. Nhưng mà mình chưa diễn giải là hành động ở sau đó là gì thôi đúng không em? Ok. Hay á. Hay. Qua Đức sống không? Thôi nó dọn mệt lắm à. Rồi bây giờ thì cũng còn 200 triệu ha, chúc mừng. Đỉnh quá. Nhưng mà chủ nhân mới vừa nhắc nhở nhẹ là bên đây là nhắc bài quá nhiều. Lần sau chỉ nghe cái tiếng ó là một cái thôi là tự động pháo nổ nha. Dạ vâng. Pháo nổ không phải chúc mừng mà tạm dừng cuộc chơi luôn. Dạ vâng. Ok, em quay qua em nói gì đi. Em ơi, mình nhắc thì mình đối với ví dụ mình gợi ý thì mình cái gợi ý hết đi. Gợi ý hết từ đầu đi. Lúc mà lên câu hỏi rồi mình là xong đó. Rồi xong là anh chết à. Như đây luôn á. Là anh chết à. Vâng, quý vị thân mến, cấp độ thứ nhất đã được trải qua một cách rất là suôn sẻ với thành viên là Ellen. Và bây giờ hãy cùng nhau chào đón quả cầu bí ẩn thuộc cấp độ số 2. Xin mời lên. Bình tĩnh. Bình tĩnh đến lạ thường. Đây có 5 cọng tóc tương ứng với 5 đáp án của chương trình. Em phải nhớ cái màu nha, nó liên quan mất công cắt lộn màu. Và bây giờ sẽ là 5 đáp án của chương trình. Rafael Nadal. Novak Djokovic. Roger Federer. Daniil Medvedev. Và cuối cùng là Pete Sampras. Tiếng gì ta? Tiếng Hoa hả? Tên đó anh, em tiếng biết. Tiếng Hoa đó. Em biết 5 người này là vận động viên chơi tennis. Wow. Anh tôi. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau khám phá câu hỏi này nhé. Xin mời. Chắc chắn sẽ liên quan về tennis. Vận động viên quần vợt nào trên thế giới được mệnh danh là vua đất nện? Tôi bó tay. 60 giây. Trả lời. Em tin ra lần sẽ làm được. Cái này là quyết định cho anh luôn đó lần ơi. Giờ loại bỏ mấy câu nào mà anh không có tự tin vô nó đi. Xanh lá cây. Đáp án chính xác. Tiếp tục. Mỗi cái một. Không sao. Nhớ lưu ý thời gian em nhé. Đây là đáp án chính xác. Tình 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 nào, tình. Rất bình tĩnh nha. Còn 36 giây tiếp tục. Đang chơi chiến thuật hên xui hay vậy? Ôi. Không biết đúng sai, đội cổ vũ vẫn vỗ tay như thường. Ôi dạ. Đáp án là chính xác. Im lặng nha mọi người. Anh biết là em sẽ đang phân vân. Anh nghĩ là em sẽ vượt qua được thôi. Dễ mà, 25 giây. Anh cũng không biết đâu, chơi đi. Trời ơi.
sao ta? 10, 9, 8, 7, 6, 5. Và đây là một đáp án. Yeah! Trời ơi, anh tôi sinh năm 94 mọi người ơi. Hay không, tụi mình qua bên đây cổ vũ luôn đi, khỏi chơi, không chơi hết. Quý vị và các bạn thân mến, xin được thông báo hai mùa chơi của Quả Cầu Bí Ẩn. Đây là thành viên đầu tiên vượt qua được nhiều câu hỏi nhất. Gặp ra với ta. Đừng nhắc nha mọi người. Tụi nói chị luôn. Cũng là đội chơi đầu tiên tới giờ hôm này chưa mất một thành viên nào hết luôn. Đừng, 200 triệu. Ai bưng cái lệnh lên đây chơi? Ai? Dạ. Ai là người bưng? Ai hả? Dạ anh đợi ở nhà, anh đợi kêu anh lần chiến thuật cho. Chiến thuật rất hay. Và quý vị thân mến, với câu hỏi vừa rồi chúng ta sẽ có lời diễn giải như sau. Rafael Nadal là một vận động viên quần vợt chuyên nghiệp người Tây Ban Nha. Những thành công trên đất nền đã mang đến cho Nadal danh hiệu vua đất nền và được nhiều chuyên gia đánh giá là tay vợt chơi trên sân đất nền hay nhất mọi thời đại. Chúc mừng 200 triệu còn. Ôi, cảm ơn. Vậy mới đúng là anh em. Không thấy kiểu mình 200 á. Dạ. Mình có làm sao năm bớp thì có gì chứ, cuối cùng mình chia. Em sẽ lưu ý. Lưu ý luôn hả? Dạ. Chúng ta cùng nhau khám phá câu hỏi tiếp theo Quả Cầu Bí Ẩn. Nào. Trời ơi, người chơi giỏi quá. Bây giờ ra cái câu khó khó đi em mê. Dễ thôi chương trình ơi, dễ thôi. Rồi một lần nữa, thôi, ngày hôm nay sân khấu này là của em rồi. Dạ. Em ước nữa đi em. Hình như nãy giờ điều ước đều thành hiện thực hết á. Dạ. Cố lên nha con. Cố lên. Vậy thôi hả? Cũng là 5 đáp án dành cho Alan, xin mời. 13, ngày sinh anh đó. 14, kế bên ngày sinh anh luôn. 15, cách 2 ngày. 16, 3 ngày. 17, ngày sinh em đó. Ok, 13, 14, 15, 16, 17. Em nghĩ tới cái điều gì? Chẳng lẽ hỏi cái ngày nào xui nhất? Không, 7. Cái đó dễ quá rồi. Dễ nữa. Dễ. Thì dương 13, 14, 15, 16. Một bài toán gì đó thì sao? Một bài toán. Đúng rồi, một bài toán. Toán thì cũng có hợp, có thể hợp lý. Chúng ta chỉ còn câu số 7 nữa mà thôi. Thì hiện tại thì bọn em chỉ cần bảo toàn làm sao càng nhiều thành viên thì câu số 8 trả lời đúng thì có nhiều tiền. Dạ. Chứ đừng áp lực gì trơn, cứ thoải mái đi. Hiện tại vẫn còn hai thành viên chưa chơi mà em. Dạ. Tạo điều kiện cho mọi người lên hình với. Dạ. Và bây giờ sẽ là câu hỏi số 6. Năm 2013, chính phủ Cộng hòa Séc đã ra nghị quyết công nhận cộng đồng người Việt là dân tộc thứ bao nhiêu của nước này? Không lắc léo đâu ha mọi người ha, không lắc léo đâu. Thiệt. Không lắc léo nhưng nó khó. Em nghe là biết. Không lắc léo đâu, đi thẳng vào vấn đề luôn mà vấn đề không biết. 60 giây bắt đầu. Dạ không biết cho anh xui anh. Để cho em ra còn ghi hình nữa nè. Thứ bao nhiêu của nước này cộng đồng? Quốc chính giữa luôn vậy trời. Số đầu là số nhỏ. Chính xác. Oh, tiếp tục 48 giây. Hay là trường ngày sinh nó lại ta? Đúng rồi. Chính xác. Em đoán được rồi. 38 giây. Để ngày sinh của anh dành lại á. Còn tới ba mấy giây nữa nha. Thật luôn kìa. Em thơ nheo nhóc. Thiệt luôn rồi, thiệt luôn rồi. Thiệt vậy luôn hả trời. Ây da. Ây da, đau quá. Và đây là đáp án. Oh.
nữa chưa? Ngày nói 14 là, luôn nói là bỏ hai người sinh hai người rồi giữ lại cái kia đó. Biết ngay mà. Tèo. Island chết. Tèo. Game over. Không sao anh ơi. Anh này vinh hạnh của nhóm rồi, cố lên. Không. Cái câu thứ 6 là ghê rồi. Em ơi, không phải ai cũng làm được như em đâu. Nào, một cái dáng hãnh diện lên. Vi đồ của mình nào. Vỗ tay lên. Ghê không? Chưa lại hai cái 13, 17 luôn hả? Dạ, đúng rồi. Thì làm theo chiến thuật đó luôn hả? Dạ, chiến thuật của em đó. Nhưng rất tiếc 14 là đáp án hoàn toàn chính xác. Quyết định trên là một mốc lịch sử đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và ở Cộng hòa Séc nói riêng. Ý nghĩa lớn nhất từ quyết định kể trên là cộng đồng người Việt được bình đẳng với các dân tộc khác đang sinh sống trên lãnh thổ Séc. Và giỏi quá, không biết nói gì hơn. Thiệt, anh có 50 triệu anh tặng luôn cho em ngược lại. Để em về bển chơi cho vui luôn á. Không thiệt, không phải ai cũng giỏi lên vậy. Nhưng giờ em vô nghĩa rồi em. Yeah. Về bên kia. Bye bye. Em có tặng giả nhưng mà thích ma tộc này không? Tặng luôn. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. Ai trả lời câu số 7 thôi? Cái gì ạ? Cái gì? Tưởng cái gì là chắc chắn rồi. Vì sao ai lần thông minh thì sẽ là cái gì? Lãnh lợi đó. Đọc báo không mà. Đọc báo hàng ngày luôn anh. Đúng rồi. Kinh nghiệm sự đời, trải sự đời. Đúng rồi. Cái gì? Hello. Cũng hết hồn thôi. Gơ anh dữ vậy. Ủa? Cái màn vừa rồi là gì? Dạ, tại vừa rồi á em làm màu, em biết là em trong nhóm là em cũng là một người khá là không được thông minh cho lắm. Dạ. Nên em làm màu cho máy nó ghi hình nhiều vậy thôi anh ơi. Trời ơi, em thấy không? Không quá mà không bị lộn rồi. Bé này cổ đội cổ vũ mà làm không có xong nhiệm vụ của mình nữa. Rồi, okay. Mặc vô. Ok. Đá đẹp trở lại, mời cái gì lên. Mùa trước mình chưa được chơi. Dạ không. Đúng không? Dạ. Bây giờ mùa này thì mình được chơi. Dạ. Mà không lẽ mình lên hình có 3 giây? Không, không được. Thì kỳ. Ít nhất cũng 4 giây anh. Không, ít nhất cũng phải hết cầu này. Rồi, đây là quả cầu bí ẩn số 7. Đạo cụ chắc chắn vẫn sẽ dành cho em. Mời em. Ví dụ em cầm cái anh cười hụm giùm em nha. Em cười theo kiểu ác ác không được. 2, 3. Anh diễn quá diễn. Là em muốn anh cười vậy đó hả? Cười. À rồi giờ em đeo vô đi đâu. Nhạc lên. Trời. Cái này là anh mệt em. Ok. Trời ơi. Mời em bước lên phía trước một bước. Đây là chiếc kiềm ma thuật dành cho em. Không có nhạc đâu, đừng mơ. Không có hả? Đùa thôi chứ bây giờ phải tập trung. 50 triệu đồng nữa, nếu như mà chiến thắng câu này thì em giữ được cho đội mình 150 triệu. Nếu như Han lại chiến thắng luôn thì có tổng cộng trong tay là 150 triệu ra về. Rất là nhiều đó. Nặng nề quá ta. Và bây giờ sẽ là 5 đáp án của câu hỏi số 7. Nguyên lý tương đương tia X hiệu ứng quang điện từ trường và cuối cùng là cấu trúc nguyên tử. Liên quan tới vật lý anh à? Vật lý. Dạ. Yeah. Không để em hồi hộp nữa, chúng ta hãy cùng nhau khám phá câu hỏi số 7 nhé, xin mời. Dạ. Yeah. Trời ơi, Albert Einstein đã đoạt giải Nobel vật lý nhờ khám phá ra điều gì? 60 giây bắt đầu. Ơi. Đừng ú ớ gì hết. Không ai la mắng gì em đâu. Chính xác. Tiếp tục thôi nào. Thôi rồi, chảnh đi, chảnh rồi, chảnh rồi. Tiếp à. Cái nào loại trừ được thì loại trừ đi.
Đáp án chính xác. Tiếp tục nào. Chết rồi, tao còn tận 3 câu luôn hả? Chính xác. Trời. Nào, chỉ còn 2 phương án thôi, thời gian đã trôi qua em ơi. Ui. Số phận của bọn em như thế nào đây? 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Thấy chưa, em phải làm theo cái cảm xúc của mình. Nghe đồng đội phía sau ú ớ làm cái gì đỏ đỏ hả Bưởi? À, trời ơi. Ta hả hê trong bụng quá. Đau quá anh à. Thôi, mai mốt thì em rút kinh nghiệm ra cái gì mình phải làm theo con tim. Mình đã mất đi 50 triệu rồi em ơi. Bây giờ... đội cổ vũ đâu? Ok, hơi buồn ha, hơi buồn nhẹ ha. Thôi bây giờ mình bỏ 50 triệu và mình mua một bài học đi. Chính xác là như vậy. Okay. Rồi. Quý vị thân mến, năm 1921, nhà khoa học vĩ đại nhất thế kỷ 20 giành giải Nobel vật lý nhờ khám phá ra hiệu ứng quang điện, hiện tượng các hạt electron bật ra khỏi miếng kim loại được chiếu sáng. Khám phá của Einstein đã mở đường cho các lĩnh vực như truyền hình, phát thanh phát triển, đặt nền móng cho vật lý hiện đại. Rất tiếc nhưng mà các bạn vẫn còn cho mình 100 triệu hiện nay. Trả kèm. Yeah. Cố lên nào. Còn mình ham thôi. Bây giờ chỉ còn một mình em được chơi thôi. Em thấy sao bây giờ 100 triệu lận đó? Em thấy như là tất cả mọi thứ đang đè nặng lên em. Nặng chứ em, thật sự. 2, 3. Có nhẹ hơn được miếng nào không? Nặng hơn. Nặng hơn nữa hả? Thế không biết là đội cổ vũ ơi, mình có một cái câu slogan gì đó không? Chứ mà cái câu giống như là chuẩn bị ra trận á mấy đứa. Ba, kiếm tiền thì làm MV. Okay. 2, 3. Kiếm tiền là làm MV. Ok. Không biết là 100 triệu làm đủ không? Thiếu. Nhưng mà có còn không anh? Có còn hơn không? Ok, được. Bây giờ là nghe đồn đâu là chủ nhân đang theo dõi trực tiếp chương trình này. Tại vì tụi em chơi giỏi quá mà, trời ơi Lên ơi, em trả lời được 6 câu của chương trình nữa. Rồi bây giờ hai anh sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng. Có muốn nói gì với bạn không? 50 triệu lại nha. Ok, hiện tại sẽ đỡ. Phải, ở nhà vui vẻ. Anh đi đây, lên. Cố lên anh ơi. Vậy là chủ nhân có vẻ như là cũng thích bọn em. Không có thử thách ở trong thời điểm này mà lại tặng cho một cái hộp quà. Không biết bên trong hộp quà này có gì, mời em. Em muốn mở cùng tất cả mọi người được không anh? Được chứ. Lên. Bàn bàn cái hả? Cái này bàn nhỏ nghe. Cầm. Happy birthday to you. Nói chứ cái này bất ngờ á. Sinh nhật của Han. Mình nhớ rồi. 1, 2, 3. Trời ơi, trời ơi, mọi người ra luôn. Rơm không nhỉ? Có một thư, có một thư. Có một thư. Anh thấy có chữ đó. Thập xuống. Bạn nhận được lời đề nghị từ chủ nhân của bạn quả nhận được một lời đề nghị từ chủ nhân của quả cầu bí ẩn. Rồi bạn, đội bạn chấp nhận dừng lại ở câu hỏi số 7 để bắt đầu lấy món quà là 30 triệu đồng. 30 triệu đồng. Suy nghĩ đấy. Cái này căng suy nghĩ ngang. Thì... Bây giờ đang có nhiêu? Em có chơi đâu. Để người ta chơi, người ta quyết định. Bây giờ là trừ bớt của mình 70 triệu. À. Nhưng mà nếu mà thua
thì sẽ mất 100 triệu. Thua là mất 10. Đúng. Đúng. Là bây không có nè, một cái gì đem về hết. Hôm bây giờ nè, mình đã đi được tới vòng 8 rồi. Mình chơi thử vòng 7 đâu. Vòng 7 rồi. Chưa đâu. Thử sức mình cái đi. Tiếp theo là hỏi thứ 8 đúng không anh? Đúng rồi. Câu hỏi cuối cùng. Một. Bây giờ hiện tại thì đội trưởng với Mạnh Phẳng muốn nghe ý kiến của mọi người nhiều hơn. Tôi thì tôi thấy mình chơi tiếp đi, mình chơi cho tới chứ tiền bạc nhau nhè gì. Ba cái show lấy lại được 150 triệu. Đại gia nói chuyện khác ha. Bây giờ ở đây là 7 bây giờ, người luôn. Biểu quyết 7 người đó. Có 7 người. Bây giờ mời các bạn đứng hàng ngang. Rồi. Người đó. Rồi bây giờ biểu quyết cá nhân. Em sẽ đứng qua. Rồi. Okay. Đứng ở đây với anh. Ok. Thì tiếp ngang nha. Thì tiếp nghe Minh Dầu nè. Ai mong muốn là Han sẽ tham gia tiếp câu hỏi số 8 mà không đổi lấy 30 triệu giơ tay. Trời. Ôi my God. Trời ơi. Có một mình em thôi Leo. Không mà trong lòng tôi cũng lâu hết. Trong lòng. Bây giờ lại. Bây giờ biểu quyết lại nè. Ai sẽ là người mong muốn dừng lại để lấy 30 triệu ra về an toàn? Hai rồi. Ai vậy? Anh hỏi là nửa kết quả khác luôn nè. Và ai là người mong muốn Han tham gia tiếp câu hỏi số 8 giơ tay? Trời nhiều quá em ơi. Em là người quyết định cuối cùng, em vẫn là đội trưởng. Anh vẫn sẽ làm theo hiệu lệnh của em. Thôi thì chúng ta là một nhóm đúng không? Thì em sẽ quyết định chơi tiếp. Yeah! Phải như vậy. Sao chủ nhân? Phải như vậy. Alo. Phải như vậy. Alo nữa hả? Mấy đứa nó còn hiếu chiến lắm. À, từ, dạ. từ anh em học lại cái nữa. 40 triệu hả chủ nhân? Dạ dạ. Ok. Chủ nhân quyết định đổi 40 triệu. Mình học lại cái nữa nè. 40 triệu. Sao giờ nè? Đạo mấy mấy anh. Alo. Chương trình cho em 100 triệu luôn. Không, bây giờ nó cũng lên được 10 triệu á. Đúng rồi, 10 triệu nhiều lắm á. Tiền đó nha. Nhất lại phải thương lượng mình nhiều thế. Phải thương mình mà, quá thương rồi. Quá thương. Bởi vì sao chủ nhân lại muốn thương lượng nhiều đến như vậy với bọn em? Bởi vì bọn em đã tạo ra kỷ lục mới dành cho chương trình Quả Cầu Bí Ẩn. Cái đó là... nếu mà chủ nhân thương bọn em quá thì anh hỏi 60 cũng được. Sao chủ nhân? Khỏi ha chủ nhân. Bây giờ cắt xuống còn 20 hả? Không, bây giờ có khi nào cái đó là anh Minh Xù nó thôi. Nhiều khi chủ nhân lại cái suy nghĩ là câu số 8 rất là dễ. Nếu mà thắng lấy được 100, thôi bây giờ thua cho thêm 10 triệu nữa đi. Cũng có thể là như vậy. Đây đang xin lên 60 đây. Đấy, 60. Thôi 50 cũng được. 50 vậy. 50 thôi. Quyền quyết định thuộc về các em. 40 triệu là giá cuối cùng mà chúng tôi muốn thương lượng với các bạn. Thôi rồi, thôi thì nếu mà chơi tiếp 40 triệu nó có thể làm tất cả mọi thứ nhiều lắm. Giúp được bao nhiêu hoàn cảnh đúng không rồi? Sợ đúng rồi. Quá nhiều. Không, em nói thì bé ơi, hoàn cảnh của anh cũng éo le lắm. Sợ. Khó khăn em đời. Nói về mặt nhân vong. Nhân vong. Tôi thấy rằng là em có vấn đề về cái chính tả rất nhiều. Đúng không? Không phải mọi người ơi, em là người con của miền Tây mọi người ạ. Nhân vong là nhân gì? Em đang sửa, nhưng mà em nghĩ 40 triệu là có thể giúp được nhiều người lắm. Yes. Sợ rất là nhiều. Nhưng mà mình chơi. Không, nếu mình chơi thắng không có gì, nếu mà thua 40 triệu là được rất là nhiều thứ. 40 triệu đó mọi người ơi. À bây giờ anh thí dụ mình dừng lại, mình lấy 40 triệu rồi mình chơi tiếp được không? Chơi tiếp được mà không? Không, tụi em không được khám phá câu hỏi này. Và đặc biệt tụi em phải đồng lòng với nhau nói một câu: chúng tôi là người thua cuộc. Không, chúng tôi là Zero Nine là người thua cuộc và sợ bé bự. Câu đấy với thêm 10 triệu. Tôi thấy chơi tiếp đi. Bởi đại gia nãy giờ kêu tài trợ không chịu tài trợ mà cứ suối. Trong 26 tập ở mùa 2 thì chỉ có 6 đội chiến thắng được bé bự thôi. 6 đội, mình là đội thứ 7 đội. 7 nổi 3 chìm dưới nước non. Wow. Thì ba là người thứ 7. 7 nổi hả? Chắc nổi không em? Nổi giờ là đâu? Lên bêu lại. Lên bêu lại. Chúng ta là hội con nhà nghèo, 40 triệu là một con số khá lớn. Và lưu ý với các bạn nha. Chắc mặt bền. Cấp độ 3 không phải là câu hỏi dễ. Đó, ăn chắc mặt bền nha. Đó. Thật ra thì thật sự là chơi tiếp anh vẫn chơi được, nhưng mà anh sợ là thua thôi. Thua thôi. Ai không sợ? Ai không sợ trời? Làm sợ chi trời? 10. Chơi tiếp chơi được sợ thua à? 9. Ok nha. 8. Nha. 7. 6 5 4 3 2 1 hết giờ. Dạ. Đó, mời tụi em lùi về sau một bước, đứng thành một hàng ngang thật là đẹp mắt nào. Rộng ra. Ủa, trả lời chưa? Rộng ra. Thì, rồi. Bây giờ mới trả lời nè. Xin mời đội trưởng Han trong chương trình ngày hôm nay sẽ quyết định câu trả lời của các bạn.
Với em thì em rất là tự tin với cái kiến thức của mình. Nhưng mà con tim em con tim em đã chọn là thôi đi, ngừng lại đi. Tại vì 40 triệu rất là nhiều, kiểu là không phải là không quá nhiều cũng không quá ít, có thể làm được rất là nhiều việc, đúng không mọi người? Đúng rồi. Nên nên đang đứng đứng chấm nên chọn con tim hay là nghe lý trí? Chọn tiền bây hay giờ... nghe cái gì em ơi? Em xin chọn dừng lại. Rồi, chúc mừng. Rồi, chúng tôi sẽ xác định các bạn đồng ý thương lượng nhận số tiền thưởng là 40 triệu đồng ngày hôm nay. Chúc mừng các bạn trước nha. Nhưng đâu có dễ dàng gì đâu ra về. Trời đất ơi, đàn ông con trai mà, đúng không? Mình là những người trẻ nữa. Cái quan trọng ở đây là cái sự tự trọng của mình đó em. Ừ, khi đến với chương trình đó em mà cũng không có được mạnh mẽ lắm đó mấy em. Thì cũng phải nói cái câu này với bé bự của chương trình chứ. Nào, hãy cùng với chúng tôi gặp gỡ bé bự, xin mời. Ngồi đi, bắn 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 bắn. Lấy cái chân ra, bắn đi. Không bắn à? Bắn đi. À, không thèm bắn luôn, chê. Trời đất ơi, rồi sao bé bự? Chào em. Hồi nãy công em đá nhận. Em đau không? Tiếc đúng không? Bởi vậy ta nói chuẩn bị đồ đẹp quá trời đã đời ra đây không được chơi gì hết. Rồi cuối cùng xuất hiện lúc đầu bị hành hạ nữa chứ. Mất mấy cọng tóc nữa chứ. Quá chán cuộc đời không? Đó, đàn ông coi vậy đó em thấy không? Bởi vậy ta nói. Mới đi nói tóc lại đó anh. Mình nhận mất like nó nhiều màu. Đúng rồi. Bây giờ bé bự đã xuất hiện. Xin mời những người hèn nhát sẽ nói ra cái câu mà không ai muốn nói với chương trình này. Xin mời các em vì đồng tiền 40 triệu mà đồng thanh nói ra. Nói đi. 2, 3. Chúng tôi nhóm xe hôm nay sợ bé bự nên quyết định dừng lại tại đây. Chứ không phải vì 40 triệu ạ. Thôi đi. Lấy 40 triệu về rồi còn nói gì nữa. Tiễn khách, không phải mở cửa chính, mở cửa đằng sau lưng nhà cho đi. Về đi. Vô vô cái gì đi nè, đi nè, đi nè. Không 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 cái gì nữa. Trời đất ơi ha. Biết rồi có lấy cái gì về nữa không nè. Quý vị thân mến, ngày hôm nay có thể nói rằng là nhóm Zero Nine đã xác lập được một kỷ lục mới dành cho mùa thứ hai của Quả Cầu Bí Ẩn, nhưng lại là những chàng trai hơi yếu đuối, hơi nhút nhát một tí xíu. Chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi xem tuần sau sẽ có những nhân vật khách mời nào mạnh mẽ hơn hay không đến đây và thách đố với chúng tôi, mang về giá trị tiền thưởng là 200 triệu đồng. Còn bây giờ, Minh Sù phải nói lời chào tạm biệt rồi. Hẹn gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ quen thuộc 11 giờ ngày thứ Bảy hàng tuần trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại nhé. Ba người còn lại đâu? Anh sao vậy? Em chỉ đến đây chỉ có một mình thôi. Một mình thôi. Tưởng là mình cao nhất ở đây, xong là cho chơi mình á, đâu có dễ.